Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lo sợ Mỹ trừng phạt thuế quan, Thủ tướng Phúc vội bốc máy gọi Trump cầu cứu. Gần một tuần sau khi Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi điện thoại với nhà lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước đưa tin vào ngày 22 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 22 tháng 12. Đứng bên cạnh ông là những cán bộ cấp dưới. Báo điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí đánh giá quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt là trong những năm gần đây. Hai nhà lãnh đạo cũng tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trong đó lợi ích hợp tác kinh tế, thương mại là trọng tâm và động lực của quan hệ song phương. Một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực là mong muốn của người dân Việt Nam và cũng là phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Và đó là chia sẻ những thông tin của tờ báo Nhà nước Việt Nam. Liên quan đến việc Việt Nam bị đưa vào danh sách các nước thao túng tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam là nước phát triển, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế. Hai bên cũng nhất trí giao cho các bộ, ngành của Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam. Qua đó, duy trì quan hệ song phương và thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi. Thông tin về cuộc điện đàm này, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã nêu quan ngại về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam đối với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông phát ngôn viên của Nhà Trắng John Dale. Phát ngôn viên của Nhà Trắng John Dale cho biết Tổng thống Donald Trump nêu quan ngại về thâm hụt thương mại và thúc giục Thủ tướng Phúc thực hiện các bước đi táo bạo để đảm bảo thương mại công bằng và có đi có lại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump còn trao đổi về việc cơ quan đại diện thương mại Mỹ, viết tắt là USTR, đang tiến hành điều tra chính sách tiền tệ và nguyên liệu gỗ của Việt Nam theo mục 301 của luật thương mại vào năm 1974 của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ vào hôm 16 tháng 12 cũng đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ sau khi cho rằng quốc gia này đã can thiệp mạnh vào thị trường tiền tệ nhằm điều chỉnh hiệu quả cán cân thanh toán. Mỹ cũng cho rằng Việt Nam đã đáp ứng 3 tiêu chí mà Bộ Tài chính Mỹ dùng đánh giá cho việc thao túng tiền tệ của một quốc gia, bao gồm thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất là 2% GDP. Thủ tướng Phúc tại một cuộc họp của chính phủ một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là không thao túng tiền tệ như kết luận của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 16 tháng 12. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng giải thích rằng chính sách điều hành tiền tệ của Việt Nam là để ổn định kinh tế vĩ mô, không phải hạ giá tiền tệ có lợi thế thương mại không công bằng. Quan điểm này của chính phủ Việt Nam cũng đã được cả Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước đề cập vào hôm 17 tháng 12 vừa qua. Cũng theo giải thích của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì thặng dư thương mại, việc điều chỉnh tỷ giá của những năm qua trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế, không công bằng. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ và thực hiện nghiêm túc các cam kết cũng như thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Vào hồi tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng phủ nhận chính sách tỷ giá tiền tệ của Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại sau khi Bộ Thương mại của Mỹ công bố cuộc điều tra về việc Việt Nam thao túng tiền tệ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ DFC Adam Boiler vào ngày 26 tháng 10 vừa qua. Thủ tướng Phúc trong một cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ Adam Boiler tại Hà Nội đã đề nghị người đứng đầu của tổ chức này có tiếng nói với Tổng thống Donald Trump để có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn tại Việt Nam. Bình luận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ,
chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long vào hôm 17 tháng 12 năm 2020 cho rằng Việt Nam không nên cải chính mà phải chứng minh là không có những dấu hiệu thao túng tiền tệ như Bộ Tài chính Mỹ vừa định theo đạo luật cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988. Tiến sĩ Ngô Chí Long nói, những dấu hiệu đó Việt Nam có hay không, chứ không phải họ nói như vậy mà chính cải chính, Việt Nam phải chứng minh là không có những dấu hiệu đó. Việc Hoa Kỳ dán nhãn Việt Nam là nước thao túng tiền tệ được cho là một động thái mở đường cho việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021. Việc xác định này của Bộ Tài chính cũng tiếp sức cho cuộc điều tra theo mục 301 của luật về các hành vi, chính sách và tập quán của Việt Nam mà có thể góp phần vào việc định giá thấp đồng tiền, gây tổn hại cho thương mại của Mỹ. Tổ chức này của Mỹ cũng sẽ có các phiên điều trần công khai diễn ra từ ngày 28 đến 29 tháng 12 tới đây và cuộc điều trần thứ hai về liệu các nhà sản xuất Việt Nam có sử dụng gỗ khai thác bất hợp pháp hay không. Ba nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết tổ chức này của Mỹ sẽ không cắt ngắn thời gian lấy ý kiến của công chúng, vốn sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 1. Điều này cho Tổng thống Donald Trump khoảng 2 tuần lễ để hành động theo bất kỳ khuyến nghị về thuế quan nào nhằm vào Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Thuế quan có thể bắt đầu được thu trong những tuần đầu tiên của ông Biden khi đến Nhà Trắng. Bà Beth Ernst, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Á Châu, có trụ sở Singapore phát biểu trong một sự kiện trực tuyến vào hôm 18 tháng 12 do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức nêu ra như sau. Nếu khôn ngoan thì có thể lên kế hoạch ngay từ bây giờ cho kết luận điều tra theo mục 301, bởi vì nhất là đối với việc xác định của Bộ Tài chính, rất có thể Hoa Kỳ sẽ áp đặt một số hình thức trả đũa đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Debo Ems, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Châu Á. Bà nhấn mạnh rằng sẽ có những hậu quả kinh tế. Các công ty Mỹ nhập khẩu khoảng 65 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020 so với 66,6 tỷ đô la của cả năm 2019. Thuế quan có thể đánh vào hàng may mặc và giày dép cùng với đồ gỗ, hàng điện tử và hàng gia dụng. Ông Matthew Goldman, cựu quan chức Bộ Tài chính và là chuyên gia kinh tế châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định tiếp như sau. Chính quyền này rõ ràng là muốn đánh tín hiệu rằng Việt Nam cần phải được chỉnh đốn do chính sách tiền tệ của mình. Thông điệp là Mỹ sẽ không dung thứ Việt Nam định giá đồng tiền của họ thấp, giả tạo để hỗ trợ phát triển giống như cách mà Trung Quốc phá giá đồng tiền của họ trong nhiều thập kỷ qua. Goldman đã nói và cho biết rằng ông xem thặng dư tài khoản vãng lai cao của Việt Nam là hiện tượng nhất thời. Tổ chức của Mỹ này cũng đã sử dụng một cuộc điều tra tương tự theo mục 301 để biện minh cho mức thuế lên tới 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 370 tỷ đô la của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại kéo dài 2,5 năm qua của ông Trump đối với Bắc Kinh. Không rõ liệu thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam có đến mức đó hay là gần với mức thuế là 6,2% cho đến 10% mà Bộ Thương mại Mỹ áp lên lốp xe Việt Nam bắt đầu từ hồi tháng 11 theo quy tắc tiền tệ mới. Các nhà phân tích cho rằng việc Việt Nam vi phạm ngưỡng thặng dư tài khoản vãng lai của Bộ Tài chính một phần là kết quả của cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc của chính quyền Donald Trump, vốn đã khiến các công ty đổ xô đầu tư vào Việt Nam để tìm cách tránh thuế quan và xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh. Đây là hình ảnh đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc vào hồi tháng 2 năm 2019. Một phụ tá Quốc hội đã nói với hãng tin Reuters rằng các nhà điều hành doanh nghiệp có liên quan của Mỹ đã liên hệ với Quốc hội. Người này nói, chỉ vì tin đồn về thêm một khoản đánh thuế lớn nữa vào các công ty Mỹ đã tạo ra một sự hoảng loạn đến mức các văn phòng Quốc hội đã nhận được một cuộc gọi hoảng loạn từ các doanh nghiệp ở địa phương mà họ đại diện. Trong các bình luận gửi cho các cuộc điều tra tiền tệ của tổ chức Mỹ, Hiệp hội May mặc và Da giày Hoa Kỳ cho biết Việt Nam thậm chí còn trở nên quan trọng hơn do các công ty Mỹ đã thực hiện các chiến lược đầu tư đa dạng để rời Trung Quốc. Việc áp đặt các mức thuế trừng phạt mới đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng. Bộ Thương mại Việt Nam cũng cho biết các quan chức Việt Nam và Mỹ sẽ gặp nhau vào cuối tháng này để bàn thảo các vấn đề thương mại. Bộ này nói rằng việc hai bên duy trì các cuộc thương thảo vào lúc này là vô cùng quan trọng và cho biết thêm rằng bất cứ hành động nào của cơ quan đại diện thương mại Mỹ nhằm đánh thuế lên hàng hóa của Việt Nam sẽ gây tổn hại đến các mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Hiện nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay, theo thống kê của Tổng cục Hải quan. Trong khi đó, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt con số kỷ lục hơn 56,6 tỷ đô la tính đến hết tháng 10 năm nay, theo thống kê của Cục Thống kê Hoa Kỳ. Việt Nam được cho là đang có nỗ lực làm hài hòa hàng hóa, cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ từ năm ngoái và mới đây đã phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng LNG của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam, khí hóa lỏng Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách tiêu thụ lợi nhuận và thu có khoản lời từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á này, cũng như thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 12 năm 2020 với bản tin Lo sợ Mỹ trừng phạt thuế quan, Thủ tướng Phúc vội bốc máy gọi Trump cầu cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.